Thanh Tâm xin kính chào quý vị. Trong chương trình hội thoại hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một cô sinh viên còn rất trẻ. Cô là thực tập sinh tại văn phòng của thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải ở Quốc hội Ottawa trong mùa hè của năm 2014. Và bây giờ xin chào Phương Trương. Xin chào chị Thanh Tâm và xin chào quý vị đài SBTN. Trước hết thì Phương có thể nào giới thiệu đến khán giả sơ lược về em để mà làm quen với khán giả của đài SBTN hay không? Dạ thì em giống như chị Thanh Tâm giới thiệu, em tên là Phương Trương và em đến từ thành phố Toronto. Em vừa tốt nghiệp trường York University chuyên ngành Business Economics và hồi em học ở George Brown College thì em học chuyên ngành Financial Management. Hiện nay thì Phương đang theo học cái ngành gì và lý do tại sao mà em chọn cái học cái ngành này? Cái background đầu tiên của em ở Việt Nam là em học chuyên ngành về finance, và sau đó khi em sang Canada thì em muốn tiếp tục cái việc mà mình đã học dang dở tại Việt Nam, thì em chọn trường George Brown. Thì khi đó nó rất là thuận tiện với location thứ nhất. Cái thứ hai là cái chương trình của trường George Brown nó rất là thực tế, cho nên em chọn chuyên ngành đó. Nhưng sau khi em chuyển lên York University thì em muốn học bilingual, vừa học tiếng Anh và vừa học tiếng Pháp. Và cái Clarendon Campus thì nó không có chuyên ngành Finance, cho nên em chọn qua học Economics. Trong văn phòng của thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải thì em đã làm những việc gì và đã học hỏi được những kinh nghiệm gì? Và mùa hè năm 2014 thì khi đó mẹ em đọc một cái thông tin trên tờ báo Thời báo, và sau đó mẹ em mới nói em là thử coi có apply cái chương trình của bác Hải để mình có cơ hội hiểu biết thêm về chính phủ Canada, cũng như mình có một kiến thức mới mà mình không thể học trong trường. Thì khi đó em mới apply cho chương trình của bác Hải vào mùa hè năm 2014. Đầu tiên thì khi mà em đọc cái advertising trên cái tờ báo Thời báo thì em thấy là mình sẽ được học, thứ nhất là business administration, cái cách mà họ quản lý như thế nào. Cách thứ hai là mình học về có kiến thức hơn về chính trị, thì cái đó là cũng là một mảng yêu thích của em. Cái thứ ba là mình sẽ học về public relation, cái đó là làm thế nào để mình có thể interact with people, thì cái đó là một cái skill mà em nghĩ là ba cái đó là ba cái top priority mà cũng như bác Hải muốn và em cũng mong muốn được học hỏi sau cái chương trình của bác Hải trên Ottawa. Em nghĩ là mình sẽ được nhiều hơn cái ba cái priority đó, tại vì khi mình lên á thì mình biết được là ở trên chính phủ Canada, trên quốc hội Canada thì mình gặp rất là nhiều người, tất cả các nhân vật rất là nổi tiếng cũng như quyền lực tại Canada, thì hoặc là mình được gặp gỡ những bạn học sinh khác, thì mình ngoài cái việc mà mình được học về kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm về interact between people, hoặc là mình học về những cái political activity, thì mình còn được biết thêm là cách họ quản lý, cách họ create một cái bill như thế nào, cách họ những cái committee mà để họ mình có thể tham gia, thì mình sẽ biết được là họ nói về vấn đề gì, thì nó rất là thực tế cho mình. Những cái đó em nghĩ là mình không có thể học được trong trường, cái đó mình phải tham gia thực tế trên quốc hội thì mình sẽ hiểu rõ hơn về how Canadian government they govern themselves. Như vậy là trong văn phòng của thượng nghị sĩ Nguyễn Thanh Hải là vào mùa hè năm rồi đó là có tất cả bao nhiêu thực tập sinh và công việc cụ thể của các em là gì? Vào mùa hè vừa rồi thì tụi em có 7 thực tập sinh. Nhưng mà cái mùa hè năm trước, năm đầu tiên bác Hải làm 2013 thì tụi em có 8 người. Thì công việc chủ yếu của tụi em là hai cái tháng đầu tiên thì tụi em tham gia những cái committee của the Senate, hoặc là tụi em có thể chọn một cái bên the House of Commons, thì tụi em có thể chọn những cái đó để tụi em thích cái mảng nào thì tụi em sẽ focus trong cái committee đó thôi. Thì tụi em sẽ viết report để tụi em suy nghĩ coi là cái này nói về cái gì, cái này nói về cái gì, để make sure là tụi em hiểu về vấn đề đó. Thì cái công việc đó là trong 2 tháng đầu, rồi mình gặp gỡ tất cả các thực tập viên của cái của tất cả các mọi miền. Em có gặp một vài người ở bên Mỹ, họ qua họ thực tập nữa. Thì không phải là chỉ có những thực tập viên ở tại Canada không, mà có quốc tế họ cũng tới. Thì em được giao tiếp và tham dự những cái event với họ ngay tại quốc hội. Thì cái đó là 2 tháng đầu tiên. Còn 2 tháng cuối cùng thì tụi em sẽ làm những công việc trong office ngay tại của bác Hải. Thì tụi em sẽ làm những công việc
giống như là biên soạn những cái hồ sơ, hoặc là tụi em làm những cái project mà được Vincent và Tom giao cho, và cũng giống như văn phòng Bắc Hải mong muốn thực tập viên họ biết về cái đó, thì tụi em sẽ làm những cái công việc đó vào 2 tháng cuối cùng. Em có cái kinh nghiệm nào mà muốn chia sẻ cùng với những em sinh viên mà muốn làm thực tập sinh trong văn phòng của Từ Nghệ Sĩ Ngô Thành Hải? Đầu tiên thì em rất là khuyến khích, em gặp tất cả anh mọi người em đều nói cái này, câu này em nói là em rất là khuyến khích tất cả mọi người mạnh dạn tham gia cái chương trình này. Tại vì hồi lúc em tham gia cái này, em cũng nghĩ là cái cơ hội chắc có lẽ không đến với mình đâu, nhưng mà thật ra mình không thử thì mình sẽ không bao giờ mình biết được. Thì em hy vọng là tất cả mọi người Việt Nam họ trên toàn Canada này hãy mạnh dạn khuyến khích con cháu mình tham gia vô cái chương trình này. Tại vì người Việt mình, em nghĩ là cái kiến thức về business administration hoặc là public relation thì nó có, mình có thể mình học được trong trường hoặc là mình học được trong tất cả các nhiều công việc khác, nhưng mà về cái politics activity thì em nghĩ đây là một cơ hội rất là tốt để cho mình, cái cộng đồng người Việt Nam mình, cái giới, cái thế hệ mới của tụi em có tiếng nói trong quốc hội và có thể am hiểu được cái chính phủ Canada này họ làm như thế nào để họ có thể phát triển về mặt xã hội và con người. Thì mình phải tận dụng cái cơ hội này để mình học hỏi cái đó rồi mình đem về mình áp dụng cho cái cộng đồng người Việt của mình. Thì em rất là khuyến khích tất cả các bạn sinh viên trẻ hãy đăng ký gửi resume, khi mà em nghĩ là chắc năm tới 2015, có lẽ là vào tháng 3 thì chắc có lẽ họ bắt đầu họ tuyển dụng, thì mình có thể apply resume và CV cover letter của mình để cho mình có thể có cơ hội để mình thực tập tại văn phòng Bắc Hải. Và những người sống ngay tại Ottawa hoặc là những vùng lân cận Ottawa thì nếu có thể hãy lên check website của Bắc Hải để mình có thể biết là ngoài cái cơ hội làm về cái đó gọi là summer internship, thì mình còn có thể những cơ hội volunteer khác mà Bắc Hải luôn luôn post trên website của mình. Thì nếu mà những bạn ở Ottawa thì em hy vọng check website và cũng apply resume và CV cho bác. Thì em có thể nào cho các bạn trẻ biết thêm về cái vấn đề khi mà nộp đơn và xin như thế nào? Ok, vào tháng 3 năm 2014 thì khi đó em đọc tại vì mỗi em không biết là hàng năm thì cái deadline như thế nào, nhưng mà vào năm em apply thì vào lúc mình đăng cho tới lúc kết thúc cái chương trình, cái deadline đó là khoảng từ 3 tới 4 tuần. Thì tại vì lúc đầu là 3 tuần, nhưng mà về sau bác hai extension thêm 1 tuần nữa, thì tụi em bắt đầu ở trên đó tụi em nộp resume và CV. Thì trong resume của mình phải trong cái cover letter của mình, trong cái CV của mình phải ghi là lý do tại sao mình thích, mình mong muốn cái cơ hội này đến với mình. Cái thứ hai là mình sẽ mong muốn học hỏi được cái gì từ cái chương trình này. Cái thứ ba là mình phải nói về cái interest riêng đông sau của mình. Rồi mình sẽ cái chỗ cuối cùng mình nên nói là mình có available trong cái khoảng thời gian mà mình apply ngay tại Ottawa hay không. Thì cái processing khi mà mình apply đó, mình sẽ đợi khoảng từ 2 tuần để cho ở trên Ottawa họ review cái resume và cái CV của mình. Sau đó họ sẽ contact mình và sẽ phỏng vấn qua điện thoại. Thì như vậy thì mình sẽ biết, và mình đợi thêm một khoảng thời gian nữa để cho họ mình biết chắc chắn là mình có được qualify trong cái chương trình này hay không. Thì như vậy em nghĩ cái processing nó sẽ kéo dài khoảng trong vòng 1 tháng. Thì vào năm 2013 và những cái học thực tập sinh trong 2014, những cái công việc mà văn phòng của Từ Nghệ Sĩ giao cho có khác nhau không bác? Cái này tại vì em nghĩ là công việc mà để mình làm thì chắc có lẽ là nó không khác gì mấy. Tại vì cái mong muốn của bác Hải trong cái chương trình này là để cho mọi người có thể biết được politics là cái gì. Đầu tiên politics là cái gì trước đã, rồi chính phủ Canada hoạt động như thế nào, xong sau đó sẽ tham gia tất cả các event trên đó để mình học hỏi trau dồi kinh nghiệm, cũng như cách mà mình tiếp cận với lại những cái người mà mình mới quen như thế nào. Thì em nghĩ cái đó là công việc 2013-2014 là giống nhau, nhưng mà em không biết được là tại vì em không có, trong 2013 em không biết được là có sự khác biệt gì về
những cái project mà mình được giao hay không thì cái đó em không biết được. Tại vì cái đó là thuộc về 2013, em chỉ có thể biết trong cái khoảng thực tập 2014 của em thôi. Thì em có thể nào chia sẻ một trong những cái project mà em đã được làm trong năm 2014? Trong 2014, cái đầu tiên project vào tháng 5, lúc tụi em mới xuống thì tụi ở dưới đó có một cái gọi là Asian Heritage Month, thì tụi em rất là thành công trong cái chuyện đó, trong cái event đó, với lại những người làm trong quốc hội họ rất là impressed cái cách tụi em làm. Tại vì lúc đó em nghĩ chắc do tụi em mặc áo truyền thống, tụi em có biên soạn một quyển sách nói về cái traditional and culture của người Việt Nam mình nữa, rồi xong tụi em có những cái panel, những cái affiche để tụi rất là attract cái vision của người khác, rồi xong sau đó có serving những cái Vietnamese food thì họ rất là thích. Thì em nghĩ là cái đó là cái project đầu tiên mà cũng là nhớ nhất trong cái việc tụi em làm ở trên quốc hội, tại vì tụi em gây được một cái gọi là strong impression cho những cái người làm ở trong quốc hội. Cái đó là cái một project mà em có thể nói cụ thể nhất. Thì trải qua những cái tháng đó là làm việc trong văn phòng của nghị sĩ thì có những cái việc gì mà đáng nhớ nhất không? Em nghĩ việc đáng nhớ nhất là mình có cơ hội được gặp rất là nhiều người, giống như tất cả các bộ trưởng, các thượng nghị sĩ khác, cũng giống như các dân biểu khác ngay tại vùng mình ở, và những cái vùng khác của tất cả các bạn thực tập viên. Thì em thấy đó là một cơ hội rất là tốt, tại vì nếu mà mình ở đây thì mình rất là ít cơ hội được gặp những cái người, những nhân vật the key person đó. Thì mình em nghĩ đó là cái mà em rất là thích. Cái thứ hai là mình được quyền access đi lại trong quốc hội, thì như vậy thì mình sẽ rất là nhiều cơ hội để mình đọc tài liệu, những cái tài liệu mà chỉ có trong quốc hội họ có cho nhân viên của họ thôi. Thì như vậy là hai cái đó là em cảm thấy là, với lại cái môi trường làm việc ở trong thượng viện, trong cái văn phòng của Bắc Hải, nó rất là professional, friendly, so warm, they only warm welcome people. Cái đó là cái mà em nghĩ là ở trường chắc có lẽ mình không học được, thì ở đó cái môi trường đó sẽ mình sẽ học hỏi được nhiều hơn. Thì trải qua những cái tháng thực tập tại văn phòng của thượng nghị sĩ thì còn có điều gì mà em muốn làm trước khi em vào làm thực tập sinh mà bây giờ vẫn còn chưa thực hiện được hay không? Có lẽ là nếu mà em được thì em hy vọng cái chương trình này kéo dài hơn nữa, tại vì có rất là nhiều thứ mà mình cần thời gian dài để cho mình có thể quen cái việc đó. Thật ra nếu như mà mình có cơ hội đó, thì em cũng rất là muốn quay lại Ottawa, hoặc là mình thực tập tại tại cái công việc chính trị tại dưới đó. Tại vì có rất là nhiều thứ mà em nghĩ là mình không có thể nào học được ở trong sách vở, trong trường thầy cô gì hết. Tại vì cái Ottawa là nó là một cái thành phố về administration, cho nên là ở đó em nghĩ là em cần nhiều thời gian hơn để em có thể quen biết về những cái việc, giống như là làm thế nào để mình có thể giống như ví dụ em nói một cái ví dụ về một cái bill hoặc là một cái committee, em rất là thích tham gia những cái đó, tại vì mình sẽ biết được là what's exactly going on from government, and then mình có thể học được cái đó. Mà em nghĩ là hàng ngày thì mình đều có những công việc khác nhau, mình sẽ học hỏi được rất là nhiều thêm. Thì em hy vọng nếu mà có thì mình có thể extend cái chương trình dành cho student này, không phải only in summer, it during the year, so the people they can know exactly what they want. Trong mùa hè là bao nhiêu tháng em đã? Em ở tổng cộng là 4 tháng đúng. Dạ, em ở 4 tháng ở ngay tại đó. Thì em nghĩ là tất cả các bạn sinh viên trẻ đừng có sợ là mình đi tới một nơi hoàn toàn xa lạ mà mình không biết gì. Thực ra mà nói, ở Ottawa khi mà các bạn xuống giống như em lần đầu tiên xa nhà thì cứ tưởng là mình không thể nào get along được, nhưng mà thật ra ở dưới đó các bạn sẽ học được cách làm sao các bạn tự lập được chính cho bản thân mình trước. Cái thứ hai là mình nghĩ là trước giờ mình không làm được điều này, nhưng mà thật ra sau 4 tháng mình làm rất là nhiều điều. Thì cái đầu tiên là mình improve myself first, and then các bạn sẽ học được những cái mà các bạn nghĩ là không bao giờ có cơ hội học được ở trong trường.
cái đó là điều mà em rất là quý khi em ở ở dưới Ottawa 4 tháng. Cảm ơn Phương đã dành thời gian đến đây để mà chia sẻ về những kinh nghiệm cũng như là những điều mà em đang hỏi được trong văn phòng của Thời Nghệ Sĩ của Thanh Hải. Yeah. Thì trước khi kết thúc chương trình, em có còn lời nào muốn chia sẻ cùng với khán giả ngay sau này? Em thật sự hy vọng cái cộng đồng người Việt Nam của mình hãy kiếm một cách nào đó, không những là bên apply vô cái chương trình của Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải không, mà ở ngay tại chính phủ Canada họ cũng có rất là nhiều chương trình dành cho mùa hè, dành cho những bạn thực tập và những bạn mới ra trường hoặc là những bạn vừa mới tốt nghiệp high school. Thì em hy vọng người cộng đồng người Việt Nam của mình hãy khuyến khích con cháu apply những chương trình đó để cho mình có một cơ hội, mình có tiếng nói của mình tại chính phủ của Canada, và sau đó mình sẽ giúp cái cộng đồng của người Việt Nam mình lớn mạnh và có tiếng nói hơn, cũng giống như là những cộng đồng mạnh the visible minority khác, họ đã có tiếng nói sẵn rồi. Bây giờ em hy vọng là người Việt Nam mình sẽ tiếp tục duy trì cái việc tham gia về các hoạt động về politics để mình có thể phát triển cộng đồng của mình. Đó là điều mà em rất là hy vọng người Việt Nam mình có thể làm được. Thân Tâm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại trong các chương trình hội thoại lần sau.